Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsui Xe Việt. Vợ mình thì mới mua thêm cho đây một ông tượng Phật Di Lặc đặt ở trên táp lô, và bốn chú gọi là chú này, đây là cái không nghe, không nhìn, không nói, đời an yên. Đấy thì mình được bà xã mình mua cho mình, và thêm một cái này nữa. Đây, cái này mình treo ở trên xe. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cũng rất là hay đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Đấy, với ý nghĩa của vợ mình thì là khi mà chúng ta lái xe, chúng ta chạy xe trên đường, chúng ta nhìn những cái đồ trang trí này thì nó có một cái gì khi mình nóng tính lên, mình ức chế, mình có gì trong quá trình mình chạy xe trên đường, mình có nóng tính, mình ức chế thì mình nhìn, mình cũng sẽ tìm nén cái cảm xúc của mình để làm sao để chúng ta lái xe một cách an toàn. Như vậy thì chúng ta đặt như vậy thì nó có hợp lý hay không? Vậy thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là lý do vì sao không chú chị. Vợ mình mua mình rất là cảm ơn rồi, rất là tuyệt vời rồi. Đấy là những điều mong muốn rất là tốt. Nhưng có những cái thứ mà chúng ta tuyệt đối không nên trang trí trên xe. Tốt đầu tiên đó là các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta mới mua xe thì anh em thông thường là hay được trang trí những cái đồ vật ở trên mặt táp lô. Vậy có nên trang trí trên táp lô không thì thứ nhất là các bạn tuyệt đối không, tuyệt đối cho mình nha, không nên trang trí trên mặt táp lô. Các bạn nhìn thiết kế xe, các bạn, đây là ghế lái của mình, thì khi các bạn trang trí đặt ở phía trên, thông thường các bạn sẽ đặt ở giữa như này đúng không ạ? Có những bạn thì đặt ở phía đây, đặt ở trên chỗ túi khí bên phụ. Đấy, đặt túi khí bên phụ. Đấy, cũng có những người đặt túi khí bên phụ như thế này. Đấy, hoặc có những người thì đặt ở ngay phía trước như thế này. Đấy, trước mặt như thế này. Đấy thì nó sẽ làm sao? Thứ nhất, khi các bạn ngoài này các bạn sẽ không có điểm căn khi các bạn lái xe. Các bạn nhìn thấy, thứ nhất là đây điểm căn này, đấy điểm căn. Các bạn nhìn thấy đầu xe và điểm căn kia. Và khi mà chúng ta ngồi lái xe này thì nó bị che mất cái tầm nhìn, và đấy là điều tuyệt đối các bạn hạn chế khi mà cả lái xe. Khi mà chúng ta phanh, các bạn chạy xe với tốc độ ở trên đường cao tốc, các bạn lái xe trên đường cao tốc anh em biết rồi. Ví dụ như phóng với tốc độ 160 km/h thì cái này nó sẽ văng, nó dán không chặt, các bạn nhìn thấy dán không chặt. Đấy, dán không chặt thì dẫn đến nó bị văng. Văng mà đập vào kính chắn gió thì dẫn đến vỡ kính chắn gió, và nó làm cho những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Và điều thứ ba, khi các bạn đặt đồ trên táp lô, tuyệt đối lưu ý khi đặt đồ trên táp lô, đó là các bạn biết rồi, trên táp lô chúng ta có trang trí nhất là cái túi khí bên phụ này. Đấy, các bạn sẽ biết rồi đúng không ạ? Túi khí bên phụ. Đấy. Có những bạn đặt rất nhiều đồ đạc ở trên túi khí bên phụ này. Đấy, túi khí bên phụ này. Thì các bạn biết rồi, khi mà chúng ta chạy xe trên đường mà xảy ra va chạm đâm va thì túi khí nó nổ với tốc độ 160 km/h, thì lúc đấy nó không khác gì viên đạn cả, và nó đập vào người thì ấy là xảy ra những cái tai nạn. Trên táp lô thì tốt nhất là các bạn không nên đặt đồ gì cả. Với mình thì mình sẽ thỉnh tất cả ông tượng về, mình sẽ đặt ở nhà mình, và bốn đồng chí này mình đặt ở nơi bàn làm việc của mình, để làm sao mình cảm thấy đấy là cái sở thích của mình đặt ở những nơi gần gũi nhất để mình có thể nhìn thấy hàng ngày. Còn riêng khi trên lái xe ô tô là mình không đặt nó gì cả, các bạn lưu ý nhá, táp lô là mình không đặt một cái gì cả, để đảm bảo chúng ta lái xe một cách an toàn nhất. Đấy. Và điều tiếp theo đó là trên cái mặt vô lăng của chúng ta, đặc biệt là trên cái túi khí vô lăng, đây là túi khí vô lăng, đấy, túi khí bên lái này, các bạn cũng tuyệt đối không dán bất kể một cái đồ vật gì trên này, các bạn lưu ý cho mình nhé. Bởi vì khi mà chúng ta nổ, cái túi khí này nổ thì nó giữ cho người chúng ta không đập người vô lăng như này, đấy, không đập người vô lăng, đấy, thì nếu chúng ta có một cái đồ vật gì trên này thì không khác gì viên đạn nó đập vào người chúng ta cả, các bạn tốc độ cực kỳ nhanh, đấy, cái này nó thiết kế để làm sao nó nổ cái mặt, bật cái mặt túi khí này ra và giữ vào, nhưng đấy nó chỉ cần có một đồ gì trên này thôi, nó văng vào người thì không khác gì các bạn có một viên đạn các bạn bắn vào người các bạn cả. Và đồ vật thứ tư ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là có nhiều các bạn hay che đây, là có những con xe nó có túi khí rèm này, túi khí đây, túi khí bên túi khí rèm này, cái này gọi là túi khí rèm ấy, hoặc túi khí bên hông, túi khí rèm ở những cái vị trí này, túi khí rèm đấy, túi khí rèm đây, thì nó đảm bảo rằng khi mà nó nổ xuống thì người chúng ta không đập người vào, không đập người vào. Như vậy là nếu như các bạn treo cái đồ vật ở đây thì nó sẽ che mất cái đường nổ. Đấy, các bạn che ở trên đây, có bạn thì hay treo ở trên tay lái này. Đấy, che tay nắm này, thì khi nó nổ thì bung ra thì dẫn đến là nó che và nó sẽ đập vào người chúng ta. Vậy thì trên đây là bốn những cái vị trí mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý khi mà chúng ta trang trí để trang trí cho xe yêu của chúng ta. Vậy thì các bạn nên lưu ý khi các bạn trang trí làm sao nó hợp lý và đảm bảo an toàn nhất khi anh em lái xe. Chúc anh em lái xe một cách an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn xem thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn cách hoàn toàn miễn phí.